đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái bảng Simon table. Ở vị trí số 1 chúng ta thấy là ở đây có cảm biến path AV. Đây là con cảm biến quang báo phôi tại vị trí góc phôi. 1B1 cảm biến tay máy ở chạm 2, tức là bên tay trái của chạm. 1B2 là cảm biến tay máy ở chạm 4, tức là bên tay phải của các bạn. 2B1 là cảm biến sinh năng lâng tay kẹp ở vị trí dưới. 2B2 cảm biến sinh năng nâng tay kẹp ở vị trí trên. 3B1 là cảm biến báo cáo phôi trong tay kẹp. Cảm biến báo cáo phôi trong tay kẹp này nó sẽ là con cảm biến quang, sợi quang. Khi mà có phôi mà trong tay kẹp thì nó sẽ bằng 1. Cái trường hợp này nó sẽ giúp cho các bạn, nó là khi trường hợp mà cái phôi mà đang trong quá trình di chuyển mà nó bị rơi khỏi tay kẹp thì chúng ta có thể lập trình cho cái hệ thống nó dừng lại. Đấy là một trong những trường hợp lỗi thì chúng ta cần phải có con cảm biến có phôi trong tay kẹp. Tiếp theo nó các cái nút nhấn chức năng Start Stop, Automen, Reset. Và chúng ta ở đây chúng ta có 4 cái đầu ra. Đầu ra thứ nhất đó là 1I1, cuộn điện sinh năng tay máy ở từ chạm 4 về chạm 2, tức là từ bên tay phải sang bên tay trái. 1I2 là cuộn điện sinh năng tay máy từ chạm 2 sang chạm 4, tức là tay máy nó di chuyển từ trái qua phải. 2I1 là cuộn điện sinh năng nâng hạ tay kẹp. Khi 2I1 bằng 1 thì sinh năng nâng hạ đi xuống, và bằng 0 thì sinh năng nâng hạ sẽ đi lên. 3I1 là cuộn điện tay kẹp, điều khiển cái tay kẹp của các bạn. Trong trường hợp này chúng ta sẽ hình dung là 3I1 nó sẽ là một điều khiển cho hệ thống là khi có điện thì tay kẹp sẽ mở ra, và khi mất điện thì tay kẹp nó sẽ cặp vào. Đây là một trong những cái điều kiện an toàn trong điều khiển khi chúng ta gắp vật mà đi trên không, thì khi mất điện thì thường nó sẽ cặp vào và có điện nó sẽ mở ra. Tránh trường hợp là khi đang di chuyển vật mà chúng ta bị mất điện ngang chừng chẳng hạn, thì có nguy cơ nó bị mở ra thì sẽ vật sẽ rơi xuống và mất an toàn. Do đó người ta thường lập trình đó là cái tay cặp ấy, thì mất điện thì nó sẽ cặp vào và có điện thì nó sẽ mở ra. Vừa rồi tôi đã phân tích cho các bạn nghe cái phần bản Simon table. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lập trình. Phần lập trình ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái Netbook 1. Đây chúng ta sẽ yêu cầu điều kiện là chúng ta khi chúng ta bắt đầu cho cái trạm nó hoạt động thì cái tay kẹp của các bạn nó phải mở ra. Tức là khi ở đây tôi làm cái trường hợp là một chu kỳ nhé, có nghĩa là nhấn Start thì hệ thống bắt đầu một chu kỳ và kết thúc hành trình, thì muốn lặp lại chúng ta lại phải nhấn nút Start lần nữa. Và chúng ta sẽ phải giả sử cái hệ thống chúng ta là cái tay máy của chúng ta nó đang ở vị trí nào, bên tay trái là vị trí đầu tiên hay bên tay phải vị trí đầu tiên. Thì ở đây chúng tôi sẽ cho vị trí bắt đầu của tay máy nằm ở bên tay trái, tức là ở tại vị trí mà chúng ta chuẩn bị xuống góc phôi. Và trước khi nó xuống góc phôi thì đầu tiên chúng ta phải mở cái tay kẹp ra. Thì ở đây chúng ta sẽ có nút Start này. Điều kiện là chúng ta nhấn nút Start này. Cái có phôi ở phía dưới rồi thì chúng ta mới đi xuống, đúng không? Có nghĩa là path AV có này. Cái thứ hai là xin anh tay kẹp của chúng ta là đang xin anh tay máy chúng ta đang ở chạm 2. Đấy. Và xin anh nâng chúng ta đang ở vị trí trên. Xin nâng tay kẹp đang ở vị trí trên. Đấy. Với điều kiện này khi chúng ta nhấn nút Start thì cái tay kẹp chúng ta sẽ mở ra. Đấy, tức là cái 3I1 này chúng ta sẽ mở ra. Chưa? Khi 3I1 đã mở ra rồi chúng ta sẽ điều khiển cho cái xi nanh lưng hạ chúng ta đi xuống. Đây là xi nanh lưng hạ. Cuộn điện. Xin anh nâng hạ tay kẹp. Được chưa? Điều kiện để cho xin anh nâng hạ tay kẹp đi xuống, thứ nhất đó là cái cuộn điện tay kẹp này nó đã có điện rồi, tức là nó đã mở ra rồi, là cái 3I1 chúng ta bằng 1. Xin anh tay máy chúng ta đang ở chạm 2, cuộn điện xin anh tay kẹp chúng ta đang ở vị trí trên,
có phôi pass AV chúng ta đang bằng một. Chưa? Với những điều kiện này thì nó sẽ xét cho cái thằng 2i1 này bằng 1 và xin anh tay kẹp chúng ta sẽ đi xuống. Sau khi tay kẹp đã đi xuống rồi thì lúc này cái phôi nó đã nằm bên trong cái tay tay kẹp. Khi nó nằm bên trong tay kẹp rồi thì chúng ta sẽ điều khiển nó cho nó cặp vào. Tức là chúng ta sẽ reset cái bit này đi. Điều kiện reset của nó tức là để cho nó cặp vào ấy thì là gồm có là cái tay máy đang ở chạm 2 này. Xin anh nâng của chúng ta đang ở vị trí dưới này. Đấy, và phải có phôi trong tay kẹp. Tức là cái thằng 3B1. Có phôi trong tay kẹp này nó tác động này. Chạm 2 dưới có phôi trong tay kẹp, được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ reset cái bên này làm cho tay kẹp ta cặp vào. Sau khi cặp vào rồi thì cái xin anh này nó sẽ nâng lên. Nâng lên thì chúng ta phải tác động cái chân reset. Đấy, tác động chân reset này thì điều kiện của nó là có phôi trong tay kẹp. Chúng ta có phôi trong tay kẹp này. Thứ hai nữa là cái tay kẹp của chúng ta đã cặp vào rồi. Tức là cái 3i1 của các bạn là bằng bằng 0. Bằng 0 thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ đóng 3i1. Chưa? Tay kẹp chúng ta đang ở dưới. Đã cặp vào rồi, có phôi trong tay kẹp. Cuộn điện tay kẹp đã kẹp rồi và ở dưới. Thêm điều kiện nữa đó là tay máy của chúng ta đang ở chậm chỉ chậm 2. Được chưa? Thì lúc này cái tay kẹp của các bạn sẽ bị reset thì nó sẽ đi lên. Khi đi đến nơi rồi thì chúng ta sẽ đẩy cái chạm này sang bên phía từ trái qua phải, đúng không ạ? Tức là lúc này nó sẽ từ chạm 2 sang chạm 4. Tức là 1 đi 2 sẽ tác động. Điều kiện 1 đi 2 tác động là cái tay máy chúng ta đang ở chạm 2. Chúng ta cái tay kẹp chúng ta đang kẹp. Xin anh nâng ở vị trí trên. Có phôi trong tay kẹp. Đấy. Chạm 2 này, có phôi tay kẹp này, tay kẹp đang cặp rồi này, vị trí trên. Thì lúc này cái 2 1 i 2 sẽ bằng 1, bằng 1 và nó sẽ bị reset khi mà nó đến cái vị trí chạm 4, nó sẽ bị reset đi để nó có khả năng là đi về được. Thì các bạn phải reset cái bit này đi, chính là 1 b 2 sẽ reset cho cái thằng này. Rồi, khi chúng ta đã đến được cái chạm bên tiếp theo rồi thì lúc này chúng ta sẽ phải đưa cái xin anh nâng hạ tay kẹp này này đi xuống phía dưới, tức là chúng ta lại phải set cho nó một lần nữa. Thì cái vị trí set này ở đây sẽ là gì? Nó sẽ là thứ nhất là tay máy chúng ta đang ở chạm 4 này. Được chưa? Có phôi trong tay kẹp. Và xin anh nâng chúng ta đang vị trí trên. Chạm 4 này, có phôi trong tay kẹp này, xin anh nâng vị trí trên này. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ xét để cho cái thằng này nó đi xuống. Cái xin anh tay kẹp nó đi xuống. Khi đi xuống rồi thì chúng ta thấy là chúng ta phải nhả cái phôi này ra. Muốn nhả được cái phôi này ra thì chúng ta sẽ phải xét cho nó có điện. Tức là vào chân xét của thằng tay kẹp này. Điều kiện của nó là gì? Xin anh nâng của chúng ta đang ở vị trí dưới. Chưa? Tay máy thì đang ở chạm 4. Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ là vẫn cái thằng có phôi tay kẹp này vẫn tác động. Thì lúc này chúng ta sẽ làm cho cái tay kẹp này chúng ta mở ra. Và khi mở ra rồi thì nó sẽ phải đi lên. Đi lên thì lúc này chúng ta sẽ reset cho cái tay kẹp này, nằm ở chân reset này. Đấy, chúng ta cứ nhịp nhàng chúng ta sẽ đưa vào từng chân một. Muốn đi lên được thì tay kẹp chúng ta đã phải mở ra rồi. Tay kẹp mở ra rồi, tức là cái thằng 3i1 chúng ta phải bằng bằng 1. Chưa?
Sinh linh nâng chúng ta đang ở vị trí dưới. Tay máy chúng ta đang ở chạm chạm 4. Dạ, dưới chạm 4, tay kẹp đã mở ra. Thì lúc này chúng ta sẽ reset làm cho cái sinh linh tay nâng chúng ta đi lên. Khi đi lên nơi rồi thì lúc này các bạn sẽ phải chuyển nó về chạm chạm 2. Đấy, tức là 1 y 1 từ chạm 4 về chạm 2. Điều kiện từ chạm 4 về chạm 2 là gì? Là tay máy đang ở vị trí chạm 4. Xin anh nâng đang ở vị trí trên. Và cái tay máy của chúng ta đang mở ra, tức là cái thằng 3Y1. 3Y1 của chúng ta đang bằng 1. 3Y1 của chúng ta đang bằng 1. Đúng không ạ? Chạm 4 này, vị trí trên này, tay kẹp đang mở ra này. Thì nó sẽ set cho cái thằng này nó trở về. Và đương nhiên thằng này nó sẽ bị reset khi mà nó về đến chạm 2. Chỗ này là 1B1. Chưa? Như vậy là nó đã về chạm 2 và tay kẹp đã sẵn sàng mở. Và lúc này chúng ta đặt cái phôi vào và chúng ta nhấn nút Start. Thì hệ thống nó lặp lại chu kỳ như cũ. Nên đây là toàn bộ cái chương trình mà các bạn... Đây là một chương trình đơn giản nhất mà có thể đạt được những tính năng cơ bản. Ngoài ra chúng ta có thể mở rộng cái chương trình điều khiển ra rất nhiều. Nhưng đây là một trong chương trình cơ bản nhất. Đây là Netcode 1 này. Netcode 2. Netcode 3 và Netcode 4. Rất đơn giản, nó chỉ như thế này thôi. Rồi, xin chào các bạn.